Hôm nay thì em Lê Hương sẽ lại lên sóng về một siêu phẩm Kia Morning. Với cái tầm tiền chưa đến 200 triệu mà các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Morning số tự động biển thủ đô Hà Nội với lớp sơn màu trắng đẹp. Em Hương đã mở sẵn nắp cabo lên để quay phần máy cho các bác xem rồi. Hôm nay thì em Hương sẽ quay máy đầu tiên các bác nhé. Đời 2008 nhưng mà đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Nên là em nó mới được có 11 năm sử dụng thôi. Các bác nhìn này, bình ắc quy còn xanh này. Máy số thì rất là chất luôn, không có lỗi nhỏ đâu ạ. Lỗi to, lỗi nhỏ gì cũng không có luôn. Nước làm mát thì sáng xanh này. Nói chung là với cái tầm tiền chưa đến 200 triệu mà mua một chiếc xe Kia Morning số tự động đi gia đình, đặc biệt là màu trắng phù hợp với cả hai vợ chồng. Đấy, keo chỉ còn giữ nguyên bản cho em nhé. Ốc nhái còn đẹp luôn. Máy xăng, động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Bác nào đang cần tìm cho bà xã nhà mình hoặc là vợ chồng nhà mình đi gia đình về một siêu phẩm Kia Morning chấm bé ăn ít xăng thì có thể liên kết trực tiếp cho em qua Zalo, qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Kia Morning 2008 đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Có cụm đèn pha phía trước và đèn halogen, có đèn gầm này, xi nhan chân gương, nước sơn màu trắng đẹp này. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà đi rất là nhàn luôn các bác nhé. Bản nhập có phanh ABS này, nước sơn màu trắng đẹp rồi. Em quay một video chi tiết cho các bác nhà mình này. Bác nào thích dòng xe Kia Morning thì có thể tham khảo chiếc này cho em này. Củ số là củ số thẳng này. Xe của một bác nữ sử dụng lên bên trong vẫn còn rất là thơm luôn. Em này là bản nhập sẽ có sấy sưởi ghế, hai ghế trước nhá. Khi các bác bật cài lên thì mùa đông cái phần ghế này nó được làm nóng lên, làm ấm lên, ngồi rất là thoải mái luôn. Và bản nhập thì sẽ là điều hòa auto cho em này. Số tự động, cần số là cần số thẳng nhé. Rất là dễ đi, chỉ có tiến và lùi thôi. Nên là các bà xã nhà mình đi cũng dễ hơn. Táp ly táp lô còn khá là đẹp luôn. Mặc dù với cái đời 2008 đăng ký 2011 thì là các bạn nhìn này, táp ly táp lô đẹp này. Cũng dán phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. Lớp sơn màu trắng form dáng nhỏ xinh. Kia Morning bản nhập hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp 195 triệu. Bác nào cần bao hồ sơ thì em sẽ rút hồ sơ luôn cho các bác nhé. Còn bác nào không cần hồ sơ, chỉ cần công chứng thì em cũng công chứng cho luôn. Hoặc cứ để vậy, biển thủ đô Hà Nội là chạy thôi. Một vài năm nữa kinh tế mình có hơn, con cái mình lớn hơn, muốn mua xe to hơn, cao cấp hơn thì các bác lại bán lại cho em Lê Hương. Cứ để nguyên biển Hà Nội chạy cho có giá trị các bác nhé. Biển Hà Nội thì các bác cứ để nguyên chạy cũng được. Đây, hàng ghế thứ hai rộng rãi sạch sẽ rồi. Một chiếc xe Kia Morning đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, số tự động, nước sơn màu trắng, biển thủ đô Hà Nội đây. Phía sau xe cũng có cho em Hương là hai mắt cảm biến va chạm này, có cam lùi này. Sấy sưởi ghế có rồi, màn hình cũng có đầy đủ cho em nhé. Khoang hành lý của Kia Morning thì nó nhỏ, không phải là nhỏ mà to không phải là to. Nếu mà để đi đưa đón con đi học này, ba lô cũng phải để được rất là nhiều. Ba lô đưa đón con đi học này, hay các bác có thể để đồ đi gia đình đi chơi nhé. Vali để cũng rất là ok luôn. Cốp cáp rất là dày dặn luôn. Lốp sô cua lốp dự phòng vẫn còn. Dụng cụ tăng tích lốp cũng còn nguyên cho em ạ. Quan trọng là ốc nhái này, máng nước hai bên đây. Quay chi tiết nhất vẫn là ốc nhái và các bấm đinh tán của xe. Bác nào mà yêu thích về dòng xe Kia Morning thì không thể bỏ qua em nó đâu nhé. Cái màu trắng này dễ đi này các bác này. Màu trắng đẹp này, nhỏ gọn xinh này. Morning 2008 đăng ký 2011, số tự động đẹp mà giá chưa đến 200 đâu ạ. 195 triệu. Bác nào cần rút hồ sơ thì em sẽ hỗ trợ luôn cho các bác nhà mình rút hồ sơ, để các bác có thể về bấm biển vào tên, bốc biển của tỉnh mình nhé. Còn bác nào thích để biển Hà Nội cho có giá, hoặc các bác nào trên Hà Nội cứ để như vậy đi cũng được ạ. Kính đây, dán hết chống nóng cách âm, cách nhiệt rồi. Lút vào cái bấm này. Cái này là cái móc khóa trẻ nhỏ thông minh vẫn còn nguyên bản cho em ạ. Morning 2008 đây, nhưng mà lăn bánh 2011, máy số đại chất cho em ạ. Vô lăng thiết kế 3 chấu, có túi khí an toàn, sấy sưởi ghế, điều hòa auto tự động, trần nỉ zin sạch sẽ rồi. Bác nào đang quan tâm với cái tầm cửa tiền 195 triệu mua xe gia đình đi thì các bác có thể kết nối cho em ạ. 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các bác nhà mình nhé. Còn một video em quay khá là chi tiết về Kia Morning 2008 đăng ký 2011 rồi. Số tự động đẹp màu trắng biển thủ đô Hà Nội này. Bản nhập các bác nhé. Để lại số điện thoại hoặc cứ gọi trực tiếp cho em vào số hotline 0354602790. Em sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho các bác nhà mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.